chắc là lấy rèn. Lấy rồi. Quy trình đi làm mồi để câu cá, câu đêm. Đây là chế mồi. Chế mồi là một cơm. Thành phần mồi gồm có cơm nguội, cám. Lấy cám thơm nhé, cám rất là thơm. Hai thành phần thôi. Tất cả là tự chế hết. Cái này đi câu đến một cái hồ rất là rộng mênh mông. Câu cá tự nhiên. Chế câu lăng. Tất cả là chế hết. Đêm nay đi câu kiếm con cá. Thử từng lên đấy. Trên đất này cả. Mục đích của cái này chỉ là để cho mồi ở đây thôi. Có cái gì đâu để giúp cái này thôi. Chẳng có gì. Hôm nay bến câu rất là đông. Các cần thủ hôm nay là chủ nhật. Hôm kia ông đang được con gì to sao kìa? Hôm kia ông mắc cả, mắc rồi. Anh trai kia bị mắc. Đây là hai cần thủ này vừa lúc nãy câu được con cá hơn 1 cân. Đấy câu được con cá gì hơn 1 cân hả cháu? Cá trôi. Cá trôi à? Hồ này rất là nhiều cá nha. Kia là có một ông ấy không làm sao kia mà ông ấy có cá. Ông ấy câu được cả cái túi to kia. Ông thả cả túi xuống ạ. À. Xung quanh hồ rất là nhiều các cần thủ hôm nay. Nay chủ nhật là các cần thủ đi thư giãn. Ở đây có hai ông già. Ra đây tâm sự với hai ông này xem nào. Chào hai bác. Hai bác được nhiều cá chưa? Được con nào độ cân chưa bác? Chưa. Mỗi câu thư giãn rồi nhờ cho nó vui. Cái hồ này cháu nghe nói là có cá to lắm à? Cá to nên nó đánh. Nó đánh lưới mà. Nó vét nữa nhỉ? Ở bên kia. Bên kia người ta thả những cái cục mồi to thế nhỉ? Trong mấy tay bên kia mới là các cần thủ chuyên nghiệp này. Chuyên nghiệp thì. Toàn đi mua mồi coi là làm sẵn đấy, ngoài chợ anh nhỉ. Đấy, ông kia ông tha được cái gì to kia? Được con cá hay cái gì mà to đùng kia? Chắc được cái bộ túi bóng lên sao ấy. Cá bọn bên gieo ngay. Ừ, cá to cái chắc là gieo hóa đấy. Cho kia xem mấy cần thủ kia câu xem được nhiều cá chưa? Quanh bờ hồ này có cả khu vui chơi trẻ em này. Cũng chơi hôm nay chủ nhật nhưng mà ít trẻ em ra đây chơi. Chắc đi hội hết rồi sao. Được con nào chưa cháu ơi? Được con nào chưa? Có cá chim, có cá kiểu. Được. Có cá chim à? Vâng. Đây xem được con nào. Trong này chưa thấy con nào. Cá chim bé. Được chưa? Hai trong đấy. Câu từ sáng á? Cháu lưới ra. Có thảo ai không? Cháu không chim. Ông Dung không, ông không cần phải cá mỏi cả. Mấy ông kia có ông nào được con to chưa nhỉ? Không biết. Quát được nhiều chưa? Con này đi câu rất nhiều đồ, rất nhiều cần. Con này chắc là một cần thủ chuyên nghiệp. Con này nào ông câu ở đây hả? Có cả vật này. Chắc hôm nay chủ nhật nó ra đây câu tí cho vui nhỉ. Ở bên kia có ông nào được con nào to chưa bạn nhỉ? Chưa thấy, từ sáng là chưa được con nào to. Sáng xem mấy bác này xem được con nào to chưa. Đây có hàng dừa, có cái cọ. Cái cọ này mát này. Có đại gia nào đi cả xe xịn ra đây để đi câu cá này.
đây còn cá giữ kính chết, người ta câu được người ta vứt đi này. Chào các bác. Các bác được nhiều cá to chưa? Đấy, các bác cần thủ này câu chắc là được cá to đấy. Chắc được. Chắc được. Bác có thả hỏi không? Đấy thấy thả của hỏi to lắm. Mấy bác này chắc là cần thủ chuyên nghiệp. Đồ nghề, đồ ở đây, cá kính trọng. Vẫn nói. Rồi. Hàng đây rồi, hàng rồi. Trời đồ, trời đồ. Trời đồ ơi, đấy. Cái ổ bên này thì toàn rô phi bé. Đây là một con rô phi nhá. Rô phi này bé rồi. Rất chi là chuyên nghiệp. Nói lót tay hẳn hoi không thì con cá này nó đâm vào tay đâu. Đau lắm đấy. Chưa bác nào được con độ cân nhỉ? Bác mang cả kìm đi để ấy. Bác cả kìm đi gỡ cá. Thì là thích tay. Đó, mấy bác dùng cái lót là đi găng tay đấy. Nhưng mà găng tay nó đã lắm đây nhưng mà đi lấy kìm. Còn có 50 à? Đi ghi hình các bác tí hôm nay chủ nhật thư giãn đi câu. Anh được con nào to chưa? Sắp được rồi. Sắp được. Loại chim à? Mấy bác bên kia còn câu câu giật câu giết không biết có được. Hết cá rồi. Rồi cá qua với câu được rồi, hết rồi. Cá đi. Qua câu thế rồi thì nó chả hết. Anh có câu đêm bao giờ? Em thấy mấy ông ở bên làng kia ông hay ra câu tối. Câu tối mới có được nhỉ? Câu tối không biết là được không? Ừ. Là anh ấy, là ném heo không có nheo luôn vậy. Đớp hết rồi, đớp ba, đớp là hết rồi. Ném con khác đó, ném ném không có nheo, hết. Chỗ này cần phải cống mới được, cái ông câu cần phải cống. Đây có cả ba ba hả anh? Đó là ba. Đã ai câu được con nào chưa anh? Có, ông kia câu được con ba ba. Hôm qua, đêm qua? Tối qua. Tối qua. Cái ông câu gần cái cống đều khi là có cá to đấy. Được con nào đủ cân chưa thanh niên ơi? Được con nào đủ cân chưa bác? Thôi cái cống này có khi là kiểu cá này. À, được rồi được rồi, đúng lúc ok rồi đấy. Con này là con cá trôi sao nhỉ? Trôi cá trôi đấy, tầm này được giảm mấy tầm cá cắn đấy. Gần cái cống này có khi là hay điều này nhạy nhỉ. Nhằng cái đã giật được ngay rồi, dính ngay nhỉ, rất là nghề. Đây chắc cá tầm độ cân là có nhỉ? Cân hơn cân là có. Cái ông bên kia. Lúc nãy. Ông bên kia lúc nãy hay là được không? Không nào. Đông à? Chỗ này nó hơi nắng đi nhưng mà không được giống anh mà nó câu thường thường ở gần cái chỗ cống này.